Chân Ngư TVX xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn đầu xuân năm mới xuân Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, sức khỏe thành công. Đây chúng ta đến với lễ hội gội đầu, mà lễ hội gội đầu trưa 30 Tết Giáp Thìn thì đây là vâng, chúng ta có thể nhìn thấy trang phục của an ninh viên và các thứ cầm và các cụ cầm cái kiếm đao ra mài đó, mài xoẹt xoẹt ở dưới suối. Đây là cái nếu ngày trước mình không cấm súng ấy thì là có thể là mình có cả tiếng súng nổ. Đây mài dao, đây là cái kiếm mà thiêng liêng nhất để trưng bày bàn thờ của mỗi gia đình của dân tộc Thái, là hiện tại vẫn được duy trì. Đây tuy nhiên là không phải phạm pháp luật, vì tại sao những trai tráng và vẫn đấy là với đầy bảo vệ tổ quốc. Đây còn cái như cái lưới dao này cũng để treo trang trọng nhất là cái khu ban thờ. Sau một năm thì là chúng ta sẽ mang đi rửa gọt, tỉa tót lại, xua đi cái nỗi cũ. Vâng, đó là một khái quát về cái dao kiếm, chứ không phải là cấm kỵ theo luật pháp. Mà cái đây là, vâng, đây dòng suối trong veo là chúng ta gội đầu, lễ gội đầu, xua tan đi những các muộn phiền, những khó khăn của cái năm cũ, thì bước vào sang năm mới thì sang trang sử mới là tốt đẹp, may mắn, an khang thịnh vượng, bản làng cũng đều may mắn mạnh khỏe. Vâng, đây là một cái đoạn là lễ hội xuống gội đầu theo đường bê tông nông thôn mới xuống bãi đỏ của bản Chiêng Chân. Vâng, thì chúng ta nhìn thấy là ngày trước là chúng ta sẽ xuống bờ suối không có đường bê tông như thế này, nhưng đây là phát triển về mọi mặt chúng ta nhìn thấy. Và đây là cái đuôi của lòng hồ thủy điện Sơn La là ngập lên của suối Nậm Mô nhé. Đây thuộc bản Chiêng Chân. Và lễ hội gội đầu đây là thực tế, còn những các trên sân khấu và là chúng ta chỉ phục dựng thôi, còn đây là thực tế. Vâng, đây là lễ hội thực tế nhé, là trưa 30 Tết của năm Giáp Thìn tại bản Chiêng Chân đó. Đây là thực tế, nhấn mạnh lại ấy, còn phục dựng trên sân khấu thì là đấy là chỉ một hình ảnh thôi, video thôi đó. Vâng, vì lý do lễ hội gội đầu trưa 30 Tết thì theo cái lý là không chui qua gầm cầu hoặc là gầm thang hoặc là cái xào gì đó, thì chính đó phải leo di chuyển bên phía bên cạnh đường bên này. Vâng, lý do không chui qua gầm cầu gầm các thứ này, các đây phải đi đường bên cạnh. Đó, chúng ta vừa thấy là đó là toán lung sẽ nó ngắm lực lượng hùng mạnh. Nếu có đúng ra thì phải có cả súng ấy. Nếu luật pháp mà như phép, nếu không đang là ý tôi đang nói đây để giao mát cái thứ để chàng trai bảo vệ mình, chúng ta đi rửa lại cái ngọn giáo mát kiếm. Đây trưng bày.
và một đoạn đường là đi gội đầu xua tan đi những nỗi âu lo muộn phiền của năm cũ và chúc mừng năm mới, bước sang năm mới sức khỏe, thành công, ăn khang thịnh vượng của bản làng yên vui. Thì đó là bây giờ rước trống, đánh trống về, quay về nơi xuất phát là nhà văn hóa của thôn bản. Vâng, đây là thực tế quý vị ạ, mà cũng được duy trì đến hiện tại bây giờ. Còn chúng ta thưởng thức trên sân khấu như tôi nói lúc đầu đó thì là chẳng qua đấy là chúng ta phục dựng, còn đây là thực tế nhé. Tìm hiểu về nét văn hóa của Thái trắng Tây Bắc nói chung. Đây là của Thái trắng của Lai Châu. Đi xuống dịu với anh em. Cảm ơn. Vâng, sau khi chúng ta sẽ đến địa điểm xuất phát là nhà văn hóa. Nếu mà tiếng Thái ngày trước người ta gọi là nhà hơn hội đấy, hơn hội họp đấy. Thì đây là bắt đầu đến, xong là sẽ rút kinh nghiệm và chúc mừng quý. Thế mời chúng ta quý vị và các bạn sẽ thưởng thức về khi rút kinh nghiệm và chúc năm mới sức khỏe, thành công, chúc toàn thể quý vị các bạn khán giả yêu kênh của YouTube Chăn Nuôi TV. Vâng, đây là không thể thiếu được nhà sàn đúng không ạ, sàn chuẩn luôn của Thái luôn ạ, các bậc đạo Thái. Vâng, vòng xe và vòng xòe là truyền thống nối kết đoàn kết và cái tiếng trống đặc thù. Và không chuẩn bị và sẽ vào trong đây là để giao lưu bằng các và chúng ta thưởng thức vòng xòe đại đoàn kết. Mà cũng bản chiêng chát đây là sau khi tái định cư thủy điện Sơn La gốc, đây là cái sân phơi, là phơi thóc ngày xưa, đây là bản truyền thống. Vâng, nét đẹp văn hóa cũng được gìn giữ, các huy hiệu, các bậc đạo thành có thành tích là người đeo trang trọng. Vì thì phải nói là bản sắc văn hóa chúng ta không chỉ phục dựng trên sân khấu mà thực tế như hiện tại bây giờ, nhưng có cái khác ở chỗ là đây cũng xin phép để quay tiêu biểu, xin phép chủ bác và cái tiếp theo là chúng ta sau lễ gội đầu là chúng ta thấy áo tràm truyền thống. Thank you.
Và cũng xin nói thêm đây là không phải phục dựng mà đây là thực tế. Thì vẫn giữ được cái nét xưa lễ hội của gội đầu trưa 30 Tết. Ê hiu.